Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Khỏe và Sống Tốt. Sau đây là 3 nội dung chính sẽ có trong bản tin sức khỏe của ngày hôm nay. 4 biểu hiện trên đôi bàn tay chứng tỏ gan nát bấy. Nếu có 2 biểu hiện thì nên đi khám ngay. 3 dấu hiệu cho biết gan bị bệnh hay khỏe mạnh. Quy tắc ngày 7 đêm 3 giúp cơ thể thải sạch độc tố, sống trường thọ và tràn đầy năng lượng. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị thân mến, như các bạn đã biết, khi gặp các vấn đề về bệnh lý, cơ thể thường đưa ra những cảnh báo giúp chúng ta nhận biết và điều trị hoặc thay đổi thói quen để cải thiện tình hình sức khỏe. Nếu bạn có 4 biểu hiện trên đôi bàn tay, sau đây thì chính là lúc cơ thể của bạn đang đưa ra cảnh báo lá gan đang bị hủy hoại nghiêm trọng, cần đi khám ngay kẻo nguy kịch. Thứ nhất, ngứa mù bàn tay thường xuyên. Những người có gan kém sẽ bị ứ nước hoặc cảm giác nóng trong cơ thể gây ngứa da. Ngoài ra, nếu chức năng gan không tốt, sự bài tiết của bilirubin sẽ bị ảnh hưởng, làm tăng hàm lượng bilirubin trong cơ thể. Từ đó, nó cũng gây nên hiện tượng ngứa ngáy da tay. Nếu bạn thấy rằng vùng da tay của mình lúc nào cũng bị ngứa thì đó có thể là biểu hiện của sự tổn thương gan. Thứ hai, cánh tay nổi các gân xanh. Muốn biết gan của bạn có tốt hay không, chúng ta có thể quan sát hai tay. Người có cánh tay nổi nhiều gân xanh thường đem lại cảm giác ốm yếu, không có sức sống. Tuy nhiên, đây lại là một dấu hiệu mà nhiều người thường bỏ qua. Trên thực tế, cánh tay nổi gân xanh có thể là do chức năng gan đang gặp vấn đề. Thứ ba, đó là ngón tay rủi trống hay móng tay tròn bất thường. Khi thấy móng tay dài ra nhưng phát triển theo chiều cong xuống, cho thấy bạn đang có nguy cơ thiếu oxy trong máu rất cao. Người gặp hiện tượng này có thể do các bệnh liên quan đến đường hô hấp, bệnh đường tiêu hóa, bệnh tim bẩm sinh hoặc gan đang không được khỏe mạnh. Khi gặp tình huống như vậy, bạn không nên chủ quan, hãy đến bệnh viện kiểm tra để phòng bệnh và điều trị từ sớm. Thứ tư, móng tay giòn, dễ bị vỡ. Móng tay được bao phủ bởi một lớp dày nên chuyện bị gãy hay nứt móng thường ít xảy ra. Đặc biệt, móng tay có mối liên hệ mật thiết với chức năng gan của bạn. Nếu gan khỏe mạnh, phần móng sẽ được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo màu sắc hồng hào và độ cứng nhất định. Trái lại, khi sức khỏe của gan bị đe dọa, điển hình là nguy cơ mắc bệnh xơ gan, thì phần móng sẽ trở nên mỏng manh, dễ gãy hơn và có màu ngả vàng. Chuyển sang nội dung tiếp theo. Như các bạn đã biết, ngoài biểu hiện trên tay, trên da, thì cách kiểm tra gan của bạn có thật sự khỏe mạnh hay không sẽ dựa vào hệ bài tiết. Gan có đào thải được độc tố ra khỏi cơ thể hay không, chỉ cần nhận biết bằng một số tín hiệu khi bạn đi vệ sinh sau đây. Thứ nhất, phân có màu đen. Thông thường, phân có màu đen khi bạn ăn quá nhiều sắt dẫn tới dư thừa. Sắt đào thải qua phân, nhưng nếu không phải do yếu tố này thì hãy cẩn thận với gan. Đôi khi, chức năng gan không bình thường sẽ dễ gây tăng huyết áp tĩnh mạch, xuất huyết đường tiêu hóa trên, đi ngoài ra máu và ra phân có màu đen. Đây là đặc điểm dễ nhận thấy ở những bệnh nhân mắc bệnh gan giai đoạn nặng và xơ gan cổ trướng, cần đi khám ngay để được điều trị sớm. Thứ hai, nước tiểu bất thường. Mỗi sáng ngủ dậy, đi tiểu là thói quen của nhiều người. Những người có lá gan bình thường, khỏe mạnh sẽ có nước tiểu vàng nhạt vào buổi sáng. Ngược lại, nếu nước tiểu có màu nâu đen bất thường hoặc mùi hơi hăng nhẹ thì đây là lúc bạn cần chú ý tới sức khỏe vùng gan của mình. Thứ ba, thường xuyên bị tiêu chảy. Sự xuất hiện thường xuyên của triệu chứng tiêu chảy cũng là một biểu hiện cảnh báo vấn đề bất thường ở vùng gan. Do gan chịu trách nhiệm thải độc nên nếu cơ quan này bị tổn thương thì nó sẽ không thể thực hiện tốt chức năng đào thải độc tố ra ngoài, từ đó khiến bạn bị tiêu chảy thường xuyên.
Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe dẻo dai, vóc dáng đẹp, tuổi thọ cao chính là ba thứ tài sản mà con người khao khát nhất từ xưa tới nay. Tuy nhiên, ngày nay do môi trường ô nhiễm, thói quen ăn uống sinh hoạt không lành mạnh, cộng thêm áp lực quá lớn trong cuộc sống, công việc, khiến con người ngày càng bị ảnh hưởng xấu. Do đó, để có một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, sống trường thọ, trước tiên chúng ta phải thay đổi thói quen sinh hoạt sao cho có lợi cho cơ thể nhất. Quy tắc 10 thói quen, ngày thực hiện 7, đêm thực hiện 3 dưới đây sẽ giúp cơ thể lọc sạch độc tố, tinh thần sảng khoái, cuộc sống tích cực và kéo dài tuổi thọ. Quy tắc ngày 7. Thứ nhất, uống nhiều nước mỗi ngày. Để có một cơ thể khỏe mạnh thì việc đầu tiên bạn cần phải thực hiện cung cấp đủ nước cho cơ thể của mình. Nguyên nhân là nước chính là thành phần quan trọng góp phần thanh lọc cơ thể, bài trừ các độc tố gây bệnh, làm cho đôi mắt bạn trở nên long lanh, rạng rỡ, làn da căng tràn sức sống, vì mỗi tế bào da đều được ngậm đủ nước sẽ trở nên khỏe mạnh hơn rất nhiều. Thêm vào đó, nước giúp lọc và đào thải độc tố qua đường tiểu tiện của bạn. Thứ hai, dậy sớm đón ánh nắng. Buổi sáng, bạn nên tập thói quen dậy sớm sẽ rất tốt cho sức khỏe thay vì dậy muộn. Để làm được việc này, bạn nên ngủ sớm từ đêm hôm trước và tính toán thời gian ngủ đủ 8 tiếng vào ban đêm. Việc dậy sớm để đón ánh nắng buổi sáng sẽ giúp cho cơ thể hấp thụ vitamin D, giúp cho cơ thể của bạn khỏe mạnh và sảng khoái hơn. Đồng thời, vitamin D cũng giúp cho xương khớp của con người trở nên dẻo dai hơn. Thứ ba, vận động nhẹ nhàng vào buổi sáng. Cho dù cuộc sống của bạn có bận rộn thì bạn cũng nên dành ít nhất 30 phút mỗi sáng để vận động, sẽ giúp cho bạn khỏe mạnh, xương khớp dẻo dai. Bạn có thể chọn những bài tập luyện như là aerobic, yoga, gym, thể dục nhịp điệu, chạy bộ, bơi lội sẽ dễ dàng tập luyện hơn rất nhiều. Thứ tư, rửa tay thường xuyên và đúng cách. Y học cổ truyền cho rằng không tự nhiên mà sinh bệnh, tất cả đều xuất phát từ những thói quen bệnh từ miệng mà vào. Việc bạn không rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh hay tiếp xúc với một số vật dụng chứa nhiều vi khuẩn là cách nhanh nhất khiến cơ thể bạn bị nhiễm bệnh. Thứ năm, chú ý đến bữa ăn sáng là quan trọng. Nếu bạn thường xuyên nhìn bữa sáng hoặc ăn sáng qua loa thì thật là một sai lầm, bởi bữa sáng chính là bữa quan trọng nhất đối với sức khỏe của mỗi người. Trải qua một đêm dài với hơn 12 tiếng, cơ thể rất cần một lượng lớn calo để cung cấp và nuôi dưỡng các tế bào. Nếu như bạn ăn sáng thiếu dinh dưỡng sẽ không thể có một cơ thể khỏe mạnh, minh mẫn để làm việc, học tập hiệu quả được. Thứ sáu, ăn nhiều rau xanh và trái cây. Trong ngày, bạn nên nạp nhiều rau xanh và hoa quả tươi để bổ sung vitamin, khoáng chất, tốt cho hệ tiêu hóa, lọc sạch độc tố trong cơ thể. Đồng thời, rau xanh hoa quả tươi có nhiều chất xơ sẽ giúp cho bạn tiêu hóa nhịp nhàng hơn rất nhiều. Cuối cùng, đó là tập đi vệ sinh sau khi ngủ dậy. Sau một giấc ngủ dài, nếu như bạn có thể đi vệ sinh thì đây là một điều vô cùng tốt, bởi nó giúp cơ thể bạn tống bỏ những chất cặn bã, độc tố ra khỏi cơ thể. Đồng thời, sau khi đi vệ sinh, bạn sẽ thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn và ăn uống hoạt động, làm việc sẽ cảm thấy vui vẻ, năng động hơn rất nhiều. Quy tắc đêm 3. Những thói quen cần duy trì trước khi đi ngủ sẽ tốt cho sức khỏe của bạn để bắt đầu cho một ngày làm việc mới. Thứ nhất, ngâm chân trước khi ngủ. Người xưa thường nói, đôi chân được ví như trái tim thứ hai của cơ thể. Hàng ngày đôi chân của bạn đã chịu sự tra tấn của sức nặng cơ thể, di chuyển thường xuyên, giày cao gót. Chính vì vậy, trước khi đi ngủ, bạn hãy dành 15 đến 20 phút để ngâm chân vào nước ấm pha muối, nước ấm pha trà đặc, nước ấm pha gừng, để có đôi chân khỏe mạnh, mềm mại, giải tỏa áp lực, căng thẳng trong cuộc sống, ngủ ngon giấc. Thứ hai, đi ngủ đủ giấc trước 22 giờ 30 phút. Một người nếu ngủ không đủ giấc sẽ rất mệt mỏi, sáng hôm sau thường dễ uể oải, cáu gắt, làm việc không hiệu quả. Với những người có bệnh mãn tính thì việc thiếu ngủ còn làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ. Thứ ba, chọn tư thế nằm ngủ thoải mái nhất.
Để có một giấc ngủ ngon và sâu giấc thì sau khi nằm xuống giường, hít thở sâu, thư giãn cơ bắp, hạn chế suy nghĩ và tạo cho mình cảm giác thư thái để dễ dàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một tư thế nằm thoải mái cũng giúp cho máu huyết trong cơ thể lưu thông được dễ dàng hơn rất nhiều. Phòng ngừa bệnh tim đột phát hoặc tai biến mạch máu não. Những thông tin bổ ích vừa rồi đã khép lại bản tin sống khỏe sống tốt của ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.